Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Trek 4 Series 4500, một mẫu xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, thương hiệu Trek cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu cực kỳ đẳng cấp trong cái dòng xe đạp thể thao. Và xe được sử dụng bộ chuyển động đề sau là Shimano DOG, gạt đĩa trước Shimano Aceja, bánh là 26 inch. Toàn bộ đồ là nguyên bản chính hãng Bontegu, nguyên bản chính hãng, nguyên bản hết. Mayo Shimano, lip 9 tầng, bộ lip 9 tầng và tầng đĩa là 3 tầng và 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ phần khung chiếc xe thì là nhôm. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung xe xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn đi đánh giá về tổng thể thì chiếc xe này còn khá là đẹp, khá là mới. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano Alivio, đấy đây 9 speed. Và bên này 3 tương ứng với cả 9 thằng lít và 3 thằng đĩa. Bộ phanh dầu Shimano. Giảm sóc dầu theo xe, bánh 26 inch, máy Shimano. Đùi đạp cũng là Shimano Alivio. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, rồi khóa yên tới tâm phủ phốt 55 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Chuyển động sau Shimano DOG, đặt đĩa Aceja 9 lít 3 đĩa. Chuyển động rất là mượt mà, các bác thấy trên hình. Cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 8,5 triệu cho một chiếc xe đạp thương hiệu Trek, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.